Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt khi mà 4 năm mới chỉ có một lần ngày 29 tháng 2. Và Quỳnh xin nhắc các bạn để lưu ý một thông tin, đó là chúng ta sẽ có hẹn với nhau ngày mùng 5 tháng 3 tại Aries Cafe số 1 Ô Chợ Dừa. Chúng ta sẽ cùng chạm tay vào chiếc smartphone thần thánh Samsung Galaxy S7 và các bạn sẽ có cơ hội nhận được những phần quà đến từ Tech One. Và các bạn nhớ nhá, Vi Quỳnh cùng với rất nhiều các bạn trong ekip của Tech One Channel cũng sẽ có mặt đấy. Và đầu tiên chúng ta cùng điểm qua xem bản tin công nghệ ngày hôm nay có những tin gì chính nhá. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có những tin chính sau: ngắm thiết kế chính thức của iPhone SE và dự đoán khi nó ra mắt sẽ khiến giá của iPhone 5S giảm gấp đôi. LG G5 sẽ có một phiên bản khác với dung lượng RAM 3GB. Tin tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với Vivo X-Play 5, chiếc smartphone 6GB RAM đầu tiên trên thế giới. Và cuối cùng chúng ta sẽ xem một clip, đó là Samsung Galaxy S7 được mở hộp dưới nước, thật sự là rất bá văn đạo. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa rồi thì Samsung, LG hay là Xiaomi đã tung ra những sản phẩm khiến cho dân tình chao đảo, thì dường như Apple vẫn im hơi lặng tiếng. Không thể kể đến iPhone 7 mà ngay cả iPhone SE thì vẫn nằm trong bóng tối. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một bản thiết kế của iPhone SE do một nhà thiết kế đến từ Argentina thiết kế và cùng đến với một vài tin đồn do chuyên gia phân tích Minh Trịnh dự đoán nhé. Những hình ảnh mà các bạn đang thấy là hình ảnh về chiếc iPhone SE hay còn gọi là iPhone 5 SE, chiếc iPhone 4 inch do nhà thiết kế Thomas Moyano sáng tạo, và rõ ràng nó không có quá nhiều thay đổi so với iPhone 6 hay là 6S, chỉ khác là có màn hình 4 inch mà thôi. Và điểm đáng hoan nghênh ở bản thiết kế này đó chính là không có hai giải nhựa trắng xấu xí. Ngoài ra thì nút home vật lý cũng không bị loại bỏ. Mặc dù đây chỉ là bản thiết kế dựa vào những tin đồn, tuy nhiên thì thực sự nó cũng khá bắt mắt và khiến iFans mong chờ từng ngày. Theo dự đoán từ Minh Chi Ku thì camera sau của iPhone 5 SE sẽ là 12 inch thay vì 8 inch như tin đồn trước đó. Thông số cấu hình mạnh bằng iPhone 6S, vận hành trên vi xử lý A9, hỗ trợ thanh toán Apple Pay, và giá bán của iPhone SE khoảng từ $400 cho tới $500 với hai mức dung lượng là 16GB và 64GB. Đồng thời với sự ra đời của iPhone 4 inch thì Apple có thể sẽ cắt giảm 50% mức giá hiện tại của iPhone 5S, có nghĩa là từ $450 giảm xuống còn $225. Và tất cả chỉ là dự đoán. Nếu dự đoán này là sự thật thì các iFan luôn có cái để mà dùng. iPhone SE thì không quá đắt, còn iPhone 5S thì giảm giá siêu mạnh. Như chúng ta đã biết thì hiện tại LG G5 và đồng bọn phụ kiện đang làm khuấy đảo thị trường công nghệ. Và dường như là hãng này cũng rất chiều lòng người hâm mộ khi mà mới đây cho biết rằng hãng này sẽ cho ra một phiên bản khác với dung lượng RAM là 3GB. Phiên bản này sẽ dùng chip xử lý Snapdragon 652 cùng 3GB thay vì Snapdragon 820 kèm 4GB RAM như phiên bản hiện tại. Và tất nhiên, việc thay đổi thông số cấu hình máy thì sẽ không ảnh hưởng đến thiết kế cao cấp hiện tại của LG G5. Thật là đáng tiếc, bên cạnh đó phiên bản này sẽ không hỗ trợ kính thực tế ảo LG VR360. Các bạn thân mến, dường như là cuộc chiến giữa những chiếc smartphone thì không bao giờ dừng lại. Chúng có thể ganh đua nhau về mặt thiết kế cũng như là về mặt cấu hình. Và với một chiếc smartphone, cấu hình ổn của nó có thể rơi vào tầm là 4GB RAM. Và ngay cả sản phẩm mới nhất của Apple, đó chính là iPhone 6S, thì RAM của nó cũng chỉ có 2GB mà thôi. Chính vì vậy mà việc xuất hiện một chiếc smartphone có RAM lên tới 6GB đã khiến không ít người tò mò và bất ngờ. Chiếc smartphone này sở hữu 162.610 điểm AnTuTu, đó chính là Vivo X-Play 5. Và mới đây, một video đã được đăng tải cho thấy một thiết bị có tốc độ truy xuất ứng dụng vượt xa so với iPhone 6S. Cho dù đã bị che logo, thế nhưng giao diện trên máy có thể khẳng định đây là một sản phẩm đến từ Vivo. Và ngay lập tức, thiết bị đã được gắn với cái tên X-Play 5 đình đám xuất hiện gần đây. Và sản phẩm của Vivo sở hữu nền tảng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 820, RAM 6GB, màn hình 5.5 inch, độ phân giải 2K cùng bộ đôi camera 16 megapixel và 8 megapixel. Bên cạnh đó thì dung lượng pin của máy rất rộng rãi, đạt mức 4.300 mAh. Và hy vọng chiếc smartphone này có thể đánh bại và cạnh tranh được những chiếc flagship được công bố gần đây, ví dụ như là Samsung Galaxy S7 hay là LG G5 hay là Xiaomi Mi 5 như những lời đồn đại. Các bạn thân mến, và phần cuối cùng của bản tin công nghệ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip đập hộp. Không phải là đập trên bàn hay là đập trên cạn, mà chúng ta sẽ đập dưới nước. Sản phẩm của chúng ta đó chính là Samsung Galaxy S7. Và lần này có lẽ mục đích của clip đó chính là minh chứng cho việc khả năng chống nước rất là cao của Samsung Galaxy S7. Và cuối cùng chúng ta đừng quên rằng chúng ta sẽ có hẹn vào thứ 7 tuần này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ 7. There we go.
Okay.